canh vừa ngủ dậy ở đây này. Đây chính là hôm tay bà Đình Lê. Mà hai tay anh đang ngủ trong nhà, còn mấy anh thì sáng sớm lại có chung đi vào trong lăng rồi. Tầng trên của hôm tay này, đây chính là tầng 5, cái tầng cao nhất. Thì hôm qua anh chủ nhà có nói là leo lên tầng 5, và cái giường cuối cùng á, thì đó cũng chính là cái giường dành cho canh luôn, một giường duy nhất luôn cả nhà. Đây dưới này chính là đường Ngọc Hà, phố Ngọc Hà kìa cả nhà kìa. Đấy, đường này chính là đường phố Ngọc Hà. Đấy, trên đây view nhìn xuống khá là đẹp luôn này cả nhà, có thể nhìn bên kia nhìn thấy Lăng Bạc kìa, quá ok luôn. Các anh đang xếp hàng để mà vào chỗ Lăng Bạc đây. Sáng sớm đi sớm nhưng mà cứ nghĩ là 8:30 mới mở cơ. Rồi hiện tại bây giờ có chung đây cái cảnh vừa đi uống cà phê sáng về qua đấy. Đây là cái lối xếp hàng thứ 3 hoặc là thứ 4 rồi cả nhà. Giờ bây giờ mới vào tới trong đây cả nhà, vô kinh khủng thật kìa, khá là đông. Chào cả nhà, cảnh đang có mặt tại Lăng Bác Hồ, bây giờ đang đi vào viếng thăm Lăng Bác nha cả nhà. Này đoàn học sinh các em vừa tham quan xong rồi. Đấy, canh cũng vừa ở trong Lăng Bác ra, khá là đông luôn cả nhà. Sau khi tham quan chỗ trong Lăng Bác xong rồi thì mọi người có thể ra đây để mà lưu lại cho mình những cái bức hình nha cả nhà. Đây các em với là các cô chú anh chị đang tập trung qua đây để mà lưu lại cho mình những cái tấm hình trong dọc cái hành trình của mình. Wow, bên đây đi kiểu như cái hình chữ S luôn kìa cả nhà. Khá là đẹp. Các em học sinh đi khá là nhiều, trắng bắp luôn. Đây cả nhà thấy chưa, ở bên kia cũng đang đi vào. Hôm nay là ngày chủ nhật nên khá là đông. Kiểu đi theo tour. Đấy, bên kia cũng đang vào, xa xa kia cũng đang vào. Ở đây hầu như là một xe một chuyến xe lớn đấy kìa. Và đằng sau kia thì đang cũng cái kiểu tour nữa, tour đi khá là nhiều luôn. Ở đằng sau xa xa kia nữa. Mà cái cách tập trung thế này khá là đẹp nha các nhà. Xếp cái hình vòng cung. Có thể các bạn ở đây xếp lại như vậy thì chụp kỷ yếu cái khoảnh khắc mà chụp, thứ nhất là nó thu gọn cái đồ rộng lại thì có thể lấy được những cái tấm hình nhiều hơn. Đây cũng chính là lần đầu tiên mà canh qua đây và cảm giác cũng khá là lạ và khá mới mẻ cả nhà. Bên đây chính là nhà Quốc hội. Bây giờ các anh sẽ di chuyển ra ngoài.
Canh đang trong đường vào thăm nhà sàn của bác Hồ. Hiện tại bây giờ cái đường vào cũng khá là đông khách tham quan cả nhà. Ở đây những bóng cây khá là mát, có những cái cây cổ thụ thế này này. À, có đoàn thì đi theo đoàn, còn nếu mà gia đình thì cứ đi theo hộ gia đình. Còn cảnh thì bây giờ gọi chung không theo đoàn, không theo gia đình cả nhà, tự túc cứ vậy mà đi thôi. Hôm nay các em đi khá là nhiều luôn, tại vì hôm nay là ngày chủ nhật, các em học sinh đi khá là nhiều. Như nãy cả nhà thấy rồi đấy, ở ngoài quảng trường ấy đang còn khá là đông. Trước mặt cả nhà đang thấy đó chính là những chiếc xe ô tô đã từng được phục vụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những chiếc xe làm việc của bác Hồ Sướng nhá, 1958. Vâng, nơi đây chính là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ năm 1954 đến 1958 cả nhà. Đây chính là ao cá. Các nhà thấy đấy, bóng cây ở trong đây khá là mát luôn. Và hôm nay cũng là một ngày khá là may mắn và một ngày khá là đẹp trời. Hôm nay trời không có nắng quá gắt. Nên đi dưới những cái tán cây thế này khá là mát luôn cả nhà. Đây cả nhà thấy hành khách đang di chuyển, hướng đi vào và hướng đi ra khá là đông. Và lúc mình di chuyển những cái bóng cây xạ cừ thế này thì cũng khá là mát. Nhà thấy đấy, bóng cây khá là lớn, những cái cây xạ cừ cổ thụ khá là lớn. Đường xoài và đường vào nhà sàn. Bây giờ canh sẽ tiến thẳng vào hướng nhà sàn của bác để mà tham quan nhà sàn bụt mọc. Nhà thấy khá là đông nhỉ. Đi con cũng đi ơi. Canh đang đi qua một khu ăn uống nghỉ chân và quà lưu niệm cả nhà. Qua đây mọi người có thể ăn uống và nghỉ chân với là quà lưu niệm ở đây. Bây giờ canh sẽ tiếp tục đi ra cái hướng chùa Một Cột và bảo tàng nhé cả nhà. Ở trong khuôn viên thì có một cái ngôi chùa cả nhà, và canh cảm thấy ngôi chùa cũng khá là cổ kính luôn. Phía bên trong ngôi chùa có rất nhiều những cái pho tượng Phật và rất nhiều đồ cúng được dâng lên. Hiện tại bây giờ thì khách thập phương vào trong đây cũng khá là đông và cũng đang vào viếng trong khuôn viên của chùa ấy cả nhà.
Nhưng mà các anh cũng không có tiện ghi hình, tại vì những cái hình trong chùa chiền thì các anh sẽ ít ghi. Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam, sáng lập kỷ lục chùa Một Cột, Hà Nội. Vâng, và đây chính là chùa Một Cột nha các nhà. Khách lên khá là đông luôn. Cho cả nhà chiêm ngưỡng chùa Một Cột. Khách đang lên viếng, người lên người xuống. Nếu mà tập trung lên viếng ở đây chắc chắn là sẽ bị kẹt đường hết cả nhà. Cảnh sẽ qua bên này luôn, quay cho cả nhà xem cái kiến trúc của chùa Một Cột. Nó cũng giống như là cái khúc mà hôm canh đi qua Ninh Bình ấy cả nhà. Hôm canh đi qua Ninh Bình đúng không ạ? Thì cũng có một cái xây dựng cái kiểu chùa Một Cột tương tự y như phố cổ Hoa Lư Ninh Bình luôn. Kiến trúc khá là độc đáo. Cái nhà nhìn có nhìn thấy cái vẻ cổ kính của ngôi chùa không ạ? Sau khi tham quan chùa Một Cột xong thì các anh sẽ tiến sâu vào bên trong bảo tàng Hồ Chí Minh nha cả nhà. Mọi người đang selfie khá là đông. Nếu mà được ghi hình thì cảnh sẽ ghi hình lại, còn nếu mà không được ghi hình thì thôi nha cả nhà nhé. Giờ cảnh sẽ đi vào bên trong đó. Chúng ta sẽ đi từ tầng 1 đi lên. À, không đi lối này. Sẽ có những cái biển chỉ dẫn cho cả nhà mình lên đây nha cả nhà. Và lên đây thì cũng khá là ồn, các anh không biết là có ghi lại âm được không. Đầu tiên chúng ta sẽ gặp tượng đài của Bác được làm bằng đồng, đứng trước một cái cây nghĩa ở đây giống như là đứng trước một cái cây cổ thụ. Sau đó thì chúng ta sẽ rẽ phải để mà đi hướng tiếp theo. À, ở đây có những cái view để mà các em chụp hình. Đây là biểu tượng cho ao sen. Đây chính là nhà sàn của Bác các nhà. Cái là cái máy cái gì nhỉ, cái dệt vải ấy vẫn còn luôn cả nhà ơi.
thuyền, tán thuốc, bút bàn ghế của bác làm việc. Đây chính là một chiếc xích, à, xe kéo nha cả nhà, không phải là xích lô, xe kéo mà hồi xưa để vận chuyển. Tranh sẽ không ghi hình lại hết được tất tần tật ở đây, tranh không ghi hình hết được nha cả nhà. Canh sẽ lướt ngang qua cho cả nhà xem. Đây là những cái dụng cụ để mà khai hoang. Đây còn lưu lại những cái cò súng. Ở đây hầu như là những cái tài liệu á các nhà, tuyên ngôn độc lập này, huấn lệnh cứu quốc, đây là những cái bức thư. Cô chủ tịch tuyên bố với quốc dân. Chúng ta sẽ đi hình vòng cung nha cả nhà. Đương nhiên khá là ồn nên canh chỉ có thể ghi lại hình cho cả nhà xem. Và biểu tượng mà hồi xưa cái xe đạp thù bỏ những cái bao lương thực lên xe và đẩy đi á cả nhà. Đây là những cái hiện vật mà sau chiến tranh để lại. Hầu như dọc đường là những cái tài liệu. À, ở đây có pho tượng của bác Hồ, khá giống thực với là ngoài đời luôn cả nhà, y chang luôn. Bây giờ các anh sẽ qua đây để mà xin một bức selfie với bác. Khá là chân thực cả nhà. À, cái bức tượng ấy giống với ngoài đời thực mà nó không phải là một cái pho tượng bằng đá hay là sao đó. Cả nhìn cái pho tượng khá là chân thực luôn. Thank you.
lối ra. Wow, như vậy là hết hết đường đi rồi cả nhà. Bây giờ cái hướng này sẽ là hướng đi xuống. Như là hướng chúng mình đi lên tham quan, còn hướng đi xuống thì sẽ không có gì luôn cả nhà, sẽ chỉ đi thẳng xuống một mạch thôi. Ok nha, bây giờ cái xe xuống dưới lầu nữa. Đây chính là bãi đậu xe ở đây nha. Qua gọi là kết thúc hành trình tham quan Lăng Bác. Thank you.